tất cả các anh chị dễ thương. Dạ, mình một lần nữa mình chào xin thank you to be. Mà vũ sư lên hát đi, vũ sư nick lên luôn đi. Và bây giờ bắt đầu mình cắt bánh nha các anh chị. Và sau cắt bánh là em sẽ sổ số. Nhưng mà mình sao hôm nay các chị ăn có ngon không ạ? Quá ngon, quá ngon. Đó là coi như là tình thương bến thư. Nên mình sao cố gắng để mà mình chính tay mình sao làm ra những món ăn để mời các anh chị. Và để cảm ơn các anh chị rất là nhiều. Thấm thoát đã nếu không có bờ vai các chị thì vì sao đêm rằng và vì sao cũng không còn đứng ngay đây để mà mình được thưởng thức những cái đam mê của mình. Một lần nữa, Michelle làm rất giỏi nhưng mà em nói không giỏi lắm, cho em nói tóm tắt thôi. Dạ, Michelle thì xin cảm ơn các anh các chị rất là nhiều. Và Michelle không quên cảm ơn ban nhạc hôm nay đánh rất là hay, và không quên cảm ơn ca sĩ Vũ Sơ Thanh Sang điều chỉnh và phụ trách âm thanh hôm nay. Và đặc biệt cảm ơn các anh các chị nhóm Lai Đen, Cẩm Hồng và Rô, nhóm Rô và Angel Đen, và anh Nam và chị Hương. Và không quên cảm ơn ba thầy đến nay đã tổ chức cho Michelle. Michelle xin một tràng vỗ tay cho ba thầy. Dạ, thầy Vũ Sơn Đích và thầy Vũ Sơn Hồng Quý và thầy Vũ Sơn Thái Hoàng. Dù là thầy và các em làm chung với nhau, nhưng mà rất là vui. Nhưng mà lần đầu tiên Michelle rất là cảm động, và Michelle rất là gọi là sao ta, trên Michelle lấy một cái chương trình chủ đề là một kỷ niệm đẹp. Trên cái đẹp này là cái đẹp từ tấm lòng đẹp ra của các thầy đã dành cho xem, và của các anh các chị đã dành cho em rất là nhiều. Mình sẽ không biết nói gì hơn, một lần nữa cho mình sao xin cảm ơn. Và đặc biệt mình sẽ không cần cảm ơn người chị đó là Tammy. Cũng đồng hành cùng với mình sao, nhưng mà các chị không biết đâu, có lúc hai đứa đánh nhau rất là nhiều. Tại vì Tammy nói mình sao dữ quá, nhưng mà các chị có thấy em dữ không? Không, không. Tôi kêu các chị rất là nhiều và anh sang đứng này. Đây là giống như là bố với mẹ của một cái diva này đó các anh các chị. Yeah. Nó giống như một cái gia đình gì đó, mặc dù á đứa con này không biết nói, nhưng mà không biết sao hai người gây nhau rất là nhiều và bắt đầu ý kiến là thân luôn. Quan trọng là đó là hai người thương, là bao nhiêu ở đây thương cái đây đúng không các anh các chị? Yeah. Đó là chính thôi. Nếu mà không có tôi còn bị thương thì chắc là thành sang mà sao hai người thương đủ đâu. Nếu có tôi còn bị thương thì mới có ý nghĩa như thế này, mới được tám đâu. Dạ, một lần nữa em xin thank you và cảm ơn ca sĩ Vũ Sơn Thanh Sang rất là nhiều. Mặc dù 8 năm trời cùng đồng kham đồng khổ với mình sao, mặc dù là mình làm việc đôi khi cả hai không hiểu và nó khó nói lắm, bất đồng ý kiến all the time. Nhưng mà cuối cùng vẫn còn đứng đây được là hạnh phúc. Ý đó là những lúc mà Michelle muốn bớt cổ Thanh Sang đó, các bạn. Bây giờ nói trắng trợn luôn đi, nói tạc bạc. Còn gì nữa đâu mà không ai còn giữ kẻ nữa. Thanh Sang không? Dạ đúng rồi, Michelle rất là giữ. Michelle không giữ, Michelle không đứng được tới đây đúng không các chị? Nhưng mà giữ với những người mà đối diện với xe thôi còn các chị rất là dễ thương. Một lần nữa em xin một cái kỷ niệm đẹp này, em xin để trong lòng. Và Michelle rất là hạnh phúc khi được mỗi đêm gặp các anh các chị. Em rất là mừng, em không ngờ là em được đứng đây đến 8 tuổi. Em cũng ráng nuôi đứa con này tới 10 tuổi đó mà. Em xin cảm ơn các chị, cầu nguyện cho em và thank you các chị rất là nhiều. Ý Michelle nói là tất cả vị nào mà chuẩn bị về hưu phải đợi thêm 2 năm nữa nha. Phải về hưu. Dạ, hôm nay mà nếu không có những bàn tay các chị mà cùng chung với em thì em không biết cái bữa tiệc này nó như thế nào. Trên một lần nữa em cảm ơn Thủy, cảm ơn nhóm của anh Dương. Em không nhớ tên mấy chị đó. Thật sự em làm nhiều chứ thật sự em không nhớ tên canh các chị nhiều đâu, nhưng mà mỗi tuần đều có mặt ở đây hết. Dạ đúng rồi. Nên mình sẽ xin mời các chị lên đây cùng cắt bánh cùng em và chụp hình cùng em một tấm hình kỷ niệm đẹp nhé. Yeah, và sau khi các bác em sẽ sổ số.
Mày, mày hãy vô sư. Thật sự làm cái gì nó cũng sai số một chút. Cho nên đêm nay mấy cái giỏ mà em để rất là đẹp, nhưng mà cuối cùng em để quên cho anh các chị nhận những gói quà. Mặc dù ở ngoài nhìn nó xấu xí, nhưng mà bên trong nó là sức khỏe của các anh các chị. Nên đây là em có thêm sức để cho các anh các chị nhận những món quà này. Mình về đây là xong và em nên mình về mình uống cho mình khỏe thêm nha. Yeah. Mời mấy chị là chuẩn bị hát tách đôi lên sân khấu luôn nha. Dạ đúng rồi, tách đôi lên sân khấu để mình cần chiếc dạ, luôn. Dạ, hôm nay em hơi mệt cho nên nhờ các chị lên hát giùm em nha. Và sau đây ơi, xin mời các chị tiến về sân khấu và hát cùng với mình. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy
này rất là đặc biệt là hôm nay có sự hiện diện của anh chị chủ của em hồi em mới qua Mỹ, đó là anh Hương chị Chóp. Và đây là một nhóm mà ngày xưa làm chung với em. Thank you chị Hương rất là nhiều. Và các chị ơi, ngày xưa em mới qua Mỹ cách đây mới 4 mấy năm mà. Đây là chị chủ, lần đầu tiên em có một người chủ đi theo em đây, là một người chị chủ này rất là dễ thương. Tiệm tóc Luxury ngày xưa đó, đây là những người bạn và những người làm chung với em. Nhưng mà vẫn thiếu mấy chị nữa. Trên cuộc đời mình không biết trước được nhé. Trên bây giờ hình như em cũng đang muốn kiếm ai làm chủ em luôn đó. Tại vì khi em được người làm chủ á, người ta sẽ cưng em nhiều lắm. Thành ra cho nên tay kêu anh Chấp và chị Hương rất là nhiều. Anh chị này rất là dễ thương hồi mà em mới qua Mỹ. Thank you các chị và giới thiệu với các chị nha. Đây là chủ của em nè, cuộc đời của em là có mình người này là chủ của em. Ok, em xin mời thầy Nick trở lại.